Việt Nam tạo mọi điều kiện thúc đẩy tiến độ cũng như bảo đảm tính an toàn của việc nghiên cứu vaccine phục vụ công tác phòng chống dịch trong nước và mong muốn sẽ sớm được sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do trong nước sản xuất. Đây là khẳng định của nhiều chuyên gia, thành viên Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo về hợp tác quốc tế thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng virus SARS-CoV-2 diễn ra vào chiều nay. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp. Báo cáo tổng hợp tình hình vaccine toàn thế giới cho thấy, các loại vaccine hiện nay đều được cấp phép trong tình trạng khẩn cấp. Đối với Việt Nam, tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm vaccine cũng trong tình trạng tương tự. Việt Nam tạo mọi điều kiện thúc đẩy tiến độ cũng như bảo đảm tính an toàn của việc nghiên cứu vaccine phục vụ công tác phòng chống dịch trong nước. Hiện Việt Nam đang nghiên cứu 3 loại vaccine ngừa COVID-19. Vaccine Nanocovax đang tiến hành giai đoạn 2, chuẩn bị tiêm mũi 2 giai đoạn 2 vào ngày 26 tháng 3 tới. Của vaccine Nanocovax do công ty Nanogen nghiên cứu và sản xuất thì có một độ an toàn rất cao. Và bước đầu chúng tôi cũng đánh giá là đây là một trong những vaccine mà có cái khả năng sinh miễn dịch trong cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2. Chúng tôi cũng rất mong muốn là Việt Nam chúng ta sớm có cái vaccine và những cái người chiến sĩ quân đội chúng tôi đang cùng với nhân dân đang trên tuyến đầu là sớm được sử dụng chính cái vũ khí của chúng ta sản xuất ra, đó là vaccine của Việt Nam. Kế hoạch trong thời gian tới, vaccine Nanocovax sẽ nghiệm thu kết quả đăng ký lưu hành vào khoảng tháng 9 năm 2021, dự kiến thiết lập hệ thống theo dõi đánh giá hiệu lực bảo vệ tại Việt Nam và một số nước ngoài từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Cùng với đó, Việt Nam đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu 2 loại vaccine còn lại. Cũng trong cuộc họp, Bộ Y tế khẳng định, Chính phủ có nghị quyết 21 giao cho Bộ Y tế làm đầu mối tổ chức, việc mua, nhập khẩu, tiếp nhận viện trợ, tài trợ vaccine, chịu trách nhiệm về chất lượng, giá cả, tổ chức quản lý, phân phối, sử dụng bảo đảm công khai, minh bạch. Vì vậy, không có chuyện các công ty doanh nghiệp tự nhập khẩu vaccine để tiêm và việc tiêm chủng vaccine do các cơ sở y tế của ngành y tế thực hiện.